Con người ai cũng biết cúi đầu là con người đó sẽ biết lớn lên. Con người biết khiêm cung là con người đó sẽ rất là vĩ đại. Nhưng hóa ra người ta nói về chúng ta, cái cúi đầu này không hẳn là khiêm cung, mà cứ cúi đầu trên cái smartphone. Và điều này phải suy gẫm. Và đây là những nghiên cứu của các giáo sư ở các trường đại học. Và nếu tuổi trẻ chúng ta là những bạn hiếu học như cái truyền thống đáng ca ngợi của mình, thì sư sẽ được kiểm tra qua thời pháp hôm nay, giống như là mình làm toán vậy đó. Và đặt vấn đề, giải quyết vấn đề thì phải có chứng minh mới có kết luận. Cho nên sư muốn nói với các bạn rằng thời gian cho chúng ta không nhiều, nhưng sư có thể kiểm tra được. Nếu mình có thể cúi đầu trên cái điện thoại thì bây giờ mình có thể lắng nghe chỉ một giờ đồng hồ hay không? Trong khi trong mấy ngày qua chúng ta có rất nhiều cơ hội để cùng chơi, cùng chia sẻ. Đó là hạnh phúc. Bởi vì chúng ta sống với smartphone và mỗi một người là mang một nỗi cô đơn. Vì vậy, cái sự cúi đầu của thế hệ chúng ta là bởi vì lướt newsfeed quá nhiều. Đi cũng dán mắt vào phone, ngồi cũng phone, nằm ngồi cũng là smartphone. Và lúc nào mắt cũng nhìn vào trong màn hình điện thoại. Và do vậy, mỗi người mang một cái chuyện riêng tư của mình và cứ nghĩ là cái smartphone nó sẽ giải quyết. Nhưng mà cuối cùng nó là vật vô tri, vô giác, mặc dù trong đó chứa vô kể, vô biên tỷ tỷ cái thông tin. Mà chúng ta gặp nhau, chúng ta hạnh phúc như vậy nè, là vì chúng ta có cái năng lượng. Sư đem năng lượng an lành đến cho các bạn. Các bạn đem lại năng lượng tích cực, vui tươi đến cho sư. Còn nếu các em sống với smartphone thì đó là chúng ta đang sống với một vật, dù cho nó rất thông minh nhưng nó vô tri, vô giác, và đôi khi nó nuốt chửng chúng ta, thời gian của chúng ta. Mặc dù nó rất thông minh và sư không phủ nhận rằng ai cũng sử dụng nó. Cho nên sư muốn nói rằng hãy biết cuộc sống này tập cúi đầu bởi sự khiêm tốn, chứ không phải là cúi đầu bởi vì mê man trong cái smartphone. Cổ đức có câu cao nhân bất lộ tướng. Nếu mình thật sự giỏi, mình không cần phải lộ ra là mình giỏi. Mà rất là khiêm cung, khiêm hạ. Sư nhớ cái câu chuyện có hai cái con trai con sò đó, nó nằm ở trên cái bờ biển. Mặt trai thường đóng cái miệng lại để làm gì? Để nó luyện cái viên ngọc trai. Có một cái con trai nhỏ, nó lại đóng lại rồi lại mở ra vì nó chứa một cái viên ngọc sáng. Ai nó cũng khoe là nó có viên ngọc hết. Một ngày kia con trai mới thấy con trai lớn hơn nằm im trên cái bờ biển như vậy. Nó bước tới rồi nó khoe: Anh nhìn em một chút đi, em có tới hai viên ngọc sáng như thế này này. Sao anh ngậm miệng hoài vậy? Anh chẳng có viên ngọc nào, có phải không? Mà các em biết cái viên ngọc là cái gì mà nó có không? Nó nuốt cái hạt cát, rồi nó cứ nhả những cái chất nhờn, nó bọc cái hạt cát lại. Mà lâu ngày đã hạt cát thành ngọc trai, rất là quý. Mà nó nuốt cái viên cát vào trong cái cơ thể của nó thì tất nhiên rất là cộ, rất là đau đớn. Nhưng mà muốn thành viên ngọc nó phải chịu đựng. Thì con trai nhỏ nó nói với con trai lớn như vậy. Thì con trai lớn nó vẫn yên lặng, không trả lời. Thì con trai nhỏ nó mới nói: em biết rồi, trong thân anh chẳng có một cái viên ngọc nào hết, cho nên chẳng bao giờ anh mở miệng ra. Thế mà cũng xứng đáng làm anh sao? Con trai lớn cũng không nói. Và một ngày kia, tự nhiên nó từ từ nó mở miệng và lộ ra ở trong thân cái con trai lớn không chỉ một, không chỉ hai, mà một hàng ngọc trai lấp lánh, sáng chiếu trong cái thân của con trai. Lúc đó con trai nhỏ vô cùng xấu hổ. Tại vì cái viên ngọc của nó nhỏ chiếu à, còn viên ngọc của con kia lớn mà một hàng mà sáng rực. Cho nên cái con trai nhỏ đó nó xấu hổ, ngại ngùng và bỏ đi. Câu chuyện này
Sư cần chia sẻ với các bạn vì những con người khiêm cung họ không lộ ra cái biết một cách vội vàng. Mà người Đà Nẵng mình trầm tĩnh, tự tại thì xem như vậy người ta giỏi nhưng người ta sẽ khiêm cung. Nhưng mà cái thế hệ trẻ chúng ta mới ảnh hưởng cái mạng xã hội nhiều quá. Để đôi khi chúng ta quên đi rằng cái khiêm cung là thể hiện một đức tánh tốt và nó có cái tài năng ẩn chứa trong những con người trầm tĩnh. Ngoài những lúc vui chơi, chơi hết mình, nhưng sẽ có những lúc ngồi yên rất là thanh tịnh. Cái câu chuyện khiêm cung, sư lại nhớ đến chuyện cái con chó ở Tây Tạng. Người đàn ông to khỏe dắt một con chó ngao, mà chó ngao Tây Tạng thì các bạn biết rằng thuần chủng thì rất là kinh khủng. Nó sống ở núi non mà, nó to, nó khỏe, nó hung dữ, phải không nào? Và dắt đi khắp phố để khoe với mọi người, ai cũng trầm trồ khen con chó quá dữ, quá đẹp, quá vạm vỡ. Nhưng mà khi dắt sang một cái ven đường có một ông già ngồi bên một con chó rụng sạch lông, thì cả cái ông già và cả con chó rụng lông đó không ai mà trầm trồ với con chó vạm vỡ kia câu nào, thiếu điều không muốn ngó nữa. Cho nên cái người chủ của con chó ngao đó rất là tức giận. Tôi đi đâu ai cũng trầm trồ con chó của tôi, sao ông có một con chó rụng lông mà ông không ngó con chó của tôi, ông chẳng khen câu nào vậy? Đó là cái người đó mà kiêu ngạo, là thích kẻ khác khen mình. Thế thì mình á, thích người khác khen mình phải xem lại. Hữu xạ là tự nhiên hương. Đó, thế ông này mới gây với cái ông già này. Tôi dắt con chó đẹp như vậy, không có ai khen hả? Ai cũng khen, mà hai thầy trò ông không khen. Chó già cũng thèm ngó nữa. Thì cái ông chủ của con chó lông rụng đó cũng chả thèm trả lời luôn. Ông này mới dắt con chó ngao tới gây chiến. Bây giờ sao? Không ngó phải không? Con chó già rụng lông của ông thuộc giống gì? Bây giờ hai con chó tỷ thí đi. Chó ông mà thua, ông đưa tôi 500 đô thôi. Còn chó tôi mà thắng á, tôi sẽ đưa ông 3.000 đô. Thì ông già không ngờ là gật đầu liền. Được, chỉ một chữ thôi. Thì sát vô trong vòng mấy phút, thì các em, các bạn có thể tưởng tượng rằng con chó ngao kia đã không thể nào đấu được mà gục đầu thua cuộc, và con chó rụng lông kia thắng một cách vẻ vàng. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, chàng trai đành phải gì? Phải móc 3.000 đô ra mà đưa cho cái ông già đó. Trời ơi, chó ông là giống gì vậy? Nó ốm nhách à, nó rụng lông mà sao có thể thắng con chó ngao của tôi? Ông lão cầm 3.000 đô rồi nói: tôi đâu có biết nó là giống chó gì đâu. Tôi chỉ biết là trước khi rụng lông, nó là một con sư tử. Cho nên chúng ta không thể nào nhìn cái bên ngoài để đánh giá một con người, nhất là những con người im lặng. Trên cái dòng đời này, các bạn trẻ chúng ta tự hào về cái biết, cái kiến thức, cái tri thức và nhiều thứ ở trong cái smartphone chưa chắc là của mình. Cho nên đừng vội tự cao và đừng vội đánh giá, chê những lớp già hơn, coi thường cha mẹ hay những người lạc hậu. Họ lạc hậu nhưng mà họ sống thật với cuộc sống này, họ trải nghiệm những sự thăng trầm gian khó trong đời sống. Còn thế hệ của các bạn chúng ta thường là thuận lợi nhiều hơn. Cho nên hãy nhớ, biển lớn ở chỗ thấp mới dung nạp được trăm sông. Con người có sức chịu đựng là con người khiêm tốn. Và do vậy, bài học đầu tiên gửi đến các bạn, thế hệ của chúng ta phải thật sự là một thế hệ khiêm tốn, biết đối nhân xử thế, và đó là con người có thể
đi đến đích của sự thành công. Bài học đầu tiên. Kế đến câu chuyện thứ hai, người ta khảo sát. Khảo sát tức là những nhà nghiên cứu. Người ta khảo sát ở một số quán cà phê, cửa hàng trà sữa, fast food, thức ăn nhanh là nơi tập trung đông đúc giới trẻ của các bạn 9X, 10X mà bây giờ là thế hệ Z generation. Người ta khảo sát thì thấy rằng quả là sinh ra trong thời kỳ viễn thông ở giai đoạn đỉnh, cho nên cái tư duy của các bạn cũng nhanh nhẹn chứ không phải là chậm. Tại vì sống với smartphone mà, cho nên tư duy cũng nhanh lắm. Sư nói tới đâu, các bạn đều hiểu tới đó. Tuy nhiên, họ theo dõi sau giờ học, các bạn gặp ai, làm việc với ai, thì tập trung ở trong những quán cà phê, cửa hàng fast food, thức ăn nhanh, và gì nữa nào, trà sữa. Họ gặp ai? Bạn bè. Nhưng họ kết luận gặp bạn là gặp thế thôi, nhưng gặp smartphone là chính. Rồi lại cắm đầu trong smartphone, lướt màn hình, thoăn thoắt nhắn tin. Và cái tình trạng này, một nhà tâm lý xã hội Lê Thị Minh Hoa đã nói, giới trẻ đang tốn quá nhiều thời gian cho việc nhắn tin. Đôi khi có thể nói chuyện trực tiếp, nhưng các bạn vẫn thích nhắn tin, bởi vì là thói quen của những người dùng điện thoại. Và cái nhược điểm của nó là gì? Các bạn mất kỹ năng giao tiếp, các bạn khó hiểu nhau, và các bạn cũng ít có quan tâm đến ai, bởi vì các bạn thích nhìn vào trong smartphone. Đó là điều sư muốn nhắc với các bạn tuổi trẻ về tu tập khóa tu mùa hè, là mình có trí thông minh, có khả năng tập trung thì smartphone không phải là một dụng cụ tối thượng đâu, vì nó cũng chỉ là một vật không có tình cảm. Con người giao lưu, sống với nhau trong gia đình, nhà trường, xã hội mới có thể làm tăng trưởng trái tim từ bi và yêu thương. Thưa các bạn, mạng xã hội tác động quá lớn đến hành vi của chúng ta, cho nên chúng ta hạn chế giao tiếp, lười trò chuyện, không biết đối phương nghĩ gì mà chỉ nghĩ đến chính mình. Vì vậy các bạn đa số trở nên ích kỷ. Và do vậy, nhìn như thế thôi, nếu chúng ta cứ sống với vật vô tri vô giác, chúng ta mất khả năng yêu thương. Mặc dù đệ tử Phật phải biết hiểu và thương, từ bi và trí tuệ, nhưng con người ta lệ thuộc vào các công nghệ mà chúng ta không có khả năng để yêu thương, để hiểu người, hiểu mình. Cho nên sự tán thán các bạn về với các khóa tu mùa hè để mà tiếp cận nhau, gặp nhau, hiểu nhau và nói chuyện với nhau, chơi với nhau. Sáng nay sư đến sớm, sư thấy các bạn chơi, lấy cây gậy từ xa đánh vào trong cái thố đó. Mình đánh hụt á thì thôi, mà đánh trúng á thì thắng cuộc, mà mắt mình là phải bịt mắt lại. Giao lưu là cái gì? Là các bạn sẽ nói đi qua phải, đi qua trái, đi tới, đi lui. Đó là chúng ta kết nối với nhau, chơi chung với nhau, tinh thần đồng đội, yêu thương, nỗ lực, cổ vũ cho nhau. Còn với cái điện thoại thì chúng ta chỉ biết nhắn tin, làm với nó, và chúng ta cũng không hiểu được thật sự người đối phương nghĩ gì đâu. Bởi vì làm sao tin được những cái tin nhắn, có thể vô số những lời nói dối. Vì vậy một cái nghiên cứu của tiến sĩ Hanras thuộc Y học Quốc gia Mỹ, Thư viện Y học Quốc gia, hiện tượng text neck, tức là cái cổ này nó bị thoái hóa cột sống, sẽ diễn ra rất nhiều đối với các thế hệ chúng ta. Là vì bấm ở trên mạng nhiều quá, nó sẽ đưa đến
cổ và thoái hóa cột sống do sử dụng điện thoại quá nhiều. Cái đầu của chúng ta cỡ 4 kg, mà cúi đầu cứ chúi về phía trước như vậy, tất nhiên cái cột sống sẽ bắt đầu chịu áp lực. Một ngày không thấy gì, lâu ngày chúng ta đi đâu cũng cứ chúi đầu xuống phía trước do thói quen sử dụng điện thoại, chứ không phải cúi đầu vì sự khiêm tốn. Cho nên hôm nay gặp các bạn, sư muốn nói các bạn hãy cảnh giác cái mặt trái của mạng xã hội. Không nên đưa tất cả mọi thứ vào mạng xã hội, mà chúng ta sẽ biến mình thành người trầm cảm và cô đơn. Và người ta nói ai sử dụng mạng xã hội quá nhiều là cái tôi sẽ rất lớn, mình sống một mình, còn mình sống với mọi người đâu, hỏi sao đâu vậy, mệt đó, sao bạn mệt vậy, hôm nay sao bạn ăn ít vậy, hôm nay ba sao buồn thế, hôm nay mẹ có khỏe không. Mình có quan tâm, mình có tương tác, nhưng với cái điện thoại thì mình thấy như vậy, nó thông minh như thế, nhưng bạn sẽ trở nên lười tập trung suy nghĩ, bạn sống với sự cô đơn và kiêu mạn của bản thân. Và cuối cùng, mình tự hào với cái màn hình nhỏ xíu, mà cái gì nhỏ là cái đó ích kỷ, nhỏ nhẹ. Và do vậy, không nên đắm chìm trong cái dụng cụ nhỏ bé và cho nó là cái tối thượng trong cuộc sống này. Có bạn trẻ tâm sự, con không nhớ sử dụng smartphone bao nhiêu giờ mỗi ngày, mà gần như cả ngày, thưa sư, trừ lúc đi ngủ thì nó cũng nằm một bên. Ta mở nhạc cho nó dễ ngủ, mà cả một ngày các vị sử dụng nó đã tra tấn, đã lấy đi bao nhiêu chất xám và năng lượng sống của các bạn rồi. Cho nên có người nói, con đi khóa tu có nhớ nhà không? Bạn trả lời, con nhớ smartphone. Đó là điều rất đáng tiếc. Mà cái tuổi này là tuổi lây lan, vui là cùng vui, buồn nó lây ra buồn, mặc áo nó cũng lây ra một dòng thác cô đơn. Dùng mặc áo nhiều con người ta cô đơn lắm các vị. Cho nên tan rã mọi mối quan hệ. Và do vậy chúng ta đi học Phật mà chúng ta chỉ biết mình thì không phải là tuổi trẻ học Phật. Tuổi trẻ học Phật là phải có tình thương, mà tình thương là phải nghĩ đến mọi người ở chung quanh chúng ta. Và do vậy sư muốn nói, thế hệ chúng ta khác những thế hệ trước đây. Các bạn quan tâm đến tính chất toàn cầu vì sử dụng smartphone, nhưng lại không quan tâm đến người sống gần mình, đến gia đình mình, đến xã hội, đến trường học, và thậm chí nơi cư trú, địa phương của mình. Chưa nói đến dịch bệnh COVID và những cái mũi tiêm phòng, nó ảnh hưởng đến trí nhớ của các bạn rất lớn. Vì vậy hôm nay bài học sư muốn gửi đến các bạn, ngoài sống khiêm cung, phải biết cái mạng xã hội cũng là có chừng mực, học những cái hay và dành thời gian cho gia đình, cho bài vở, cho cuộc sống tương tác, gọi là với tất cả chúng sanh. Cảm ơn các bạn. Rồi một bài học kế tiếp nữa, đó là khi thất bại, chúng ta không bao giờ thất vọng. Thi rớt, thi lại, hay có những chuyện không vui trong cuộc đời, điều đó không phải là tất cả. Thất bại, đứng lên. Varadraja là một triết gia rất nổi tiếng Ấn Độ. Ông có một cái câu chuyện mà sư muốn kể với các bạn khóa sinh của chúng ta. Thời còn trẻ như các bạn đây, ông học trường Guru School Ấn Độ. Cậu Varadraja này không có tập trung được, cho nên bạn chán học. Và thầy giáo cũng nói, tôi thấy em chả bao giờ tập trung được hết, cho nên thôi em hãy về giúp cha mẹ đồng áng. Và em cũng chán học cho nên em đi về. Đi bộ từ sáng đến chiều là nhà nông mà, cho nên rất là mệt, khát nước. Khi thấy bên đường có một cái giếng, thì Varadraja
đã dừng chân lại, xin một ít nước giếng và uống. Gần đó có những người phụ nữ đang dùng cái gáo quay nước lên để giặt giũ. Khi Vajrasattu đến gần, xin nước uống, cậu mới ngồi đấy nghỉ ngơi. Mới thấy rằng người ta buộc một cái hòn đá khá to vào một sợi dây thừng. Để làm gì? Để thòng cái gầu đủ nặng chìm xuống giếng mà kéo gầu nước lên. Cho nên cái gầu mà nó nhẹ quá là nó không có xuống cái lòng giếng được, cột với một cái cục đá. Trên bề mặt hòn đá có những dấu vết rất là kỳ lạ. Thì cậu bé này tò mò mới hỏi tại sao cái cục đá này nó có những cái dấu vết lạ lùng. Những người phụ nữ mới trả lời không có ai tạo ra hết, mà đó là sự va chạm của nó với sợi dây thừng. Sự va chạm giữa cục đá và sợi dây thừng trong nhiều năm tháng đã tạo ra những cái vết, dấu vết trên cái cục đá. Thì Vajrasattu mới ngồi suy nghĩ. Hóa ra một cái sợi dây thừng mềm như vậy mà lại khắc sâu được vào trong viên đá, có nghĩa là cọ sát rất 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 nhiều lần, mà là đá phải mòn, mà cái dây thừng nó lại yếu, mà cả cục đá phải mòn. Cho nên cậu bé nói, trời ơi, một sợi dây thừng nhỏ bé có thể làm cho viên đá phải mòn đi với những hình thù khác nhau. Chẳng lẽ ta lại thất bại hay sao? Ta phải tạo ra dấu vết cho đời mình, mà một dấu vết cho cuộc đời phải được trả giá bằng sự kiên trì. Cũng như các bạn kiên trì ngồi ở đây, nhưng mà rất mát, có mái che, có quạt, sư nói có âm thanh. Các bạn phải biết có những khóa tu mùa hè các bạn ngồi ở ngoài trời, và trời tối mới thuyết pháp thì ban ngày rất nắng, và âm thanh á thì cũng giống như âm thanh bán kẹo kéo vậy. Nhưng mà các bạn rất kiên trì ngồi 1 giờ, 2 giờ đồng hồ say sưa mà nghe Phật pháp. Sư nói những con người đó sẽ thành công trong tương lai. Khi các bạn nghĩ như vậy, Vajrasattu mới quay bộ, đi bộ trở về trường học chứ không về nhà. Và gặp thầy giáo, thưa thầy, bao lâu nay con thất bại là bởi vì con chưa hề có sự kiên trì. Con muốn thầy giúp con một bài học từ hôm nay với sự kiên trì. Và kể từ đó, cậu bé đã tiến bộ, nếu không nói là vượt bậc. Chỉ một hình ảnh sợi dây thừng cạ vào trong viên đá mà cậu bé đã thành công và trở thành một trong những người triết gia nổi tiếng của xưa. Và người ta cũng có thể nói như những bậc thánh viết những cuốn sách rất nổi tiếng của xứ Ấn Độ mà ngày xưa đã từng mấy lần bỏ học. Đó là câu chuyện về sự kiên trì. Thất bại là mẹ thành công, muốn gửi đến các bạn khóa sinh của chúng ta. Vậy là mấy bài học rồi? Quá giỏi, 3 bài học. Người đếm cho 1 tràng pháo tay. Còn bài học nữa, đó là sống hãy biết sẻ chia, nghĩa là phải biết yêu thương. Con người mà nói thông minh mà không có tình thương, vất. Con người phải có tình yêu thương, thì cái gì mà các bạn đang có đây mới có thể sử dụng được cho cuộc đời, ích lợi cho cuộc sống và cho tương lai. Cho nên đạo Phật chúng ta trở thành tôn giáo của Liên Hợp Quốc. Năm 1999, Ban Văn hóa Liên Hiệp Quốc quyết định chọn đạo Phật là một tôn giáo của thời đại. Bởi vì mục tiêu của đạo Phật đó là hiểu và thương, đó là từ bi và trí tuệ. Lịch sử Phật giáo không đi với các cuộc chiến tranh, mà chỉ có hòa hợp, chỉ có hàn gắn, xây dựng và phát triển. Cho nên nói đi khóa tu học được cái gì?
chúng con học được sự trở về cái chân tâm của các con. Cái chủ đề chúng ta là trở về. Vậy mà có nhiều người chỉ mong kết thúc để mà đi tiếp. Đi đâu? Đi chơi, đi thăm bạn, những cuộc hẹn hò, những chuyến đi vô định. Chủ đề của chúng ta là trở về. Và cái trở về thiết thực nhất đó là về cái chân tâm bổn tánh. Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy, Phật trong nhà chẳng phải tìm xa. Nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, chuyện mới hay chính Phật là ta. Hãy quay về chân tâm của chúng ta, thì tình thương, trí tuệ, đó là cái đích mà chúng ta phải trở về. Cho nên mình nói trời nói đất, mình nói những chuyện siêu đẳng của thế giới, mà trái tim mình nó khô đi, mình không có tình thương, mình không biết nghĩ đến mọi người, quả rất là đáng tiếc thưa các bạn. Cho nên các bạn trở về, bố mẹ hỏi mấy ngày nay con học cái gì ở trên chùa Bà Đa? Thưa mẹ, con học tình yêu thương. Mà cái đầu tiên là gì? Mẹ ơi, I love you. Yêu mẹ trước là. Ba ơi, I love you. Đó là điều đầu tiên các vị phải làm. Có nhiều bạn trẻ tâm sự với sư là con yêu ba mẹ lắm mà con không thể nào diễn đạt được. Tỏ bày ra nó cải lương lắm. Cho nên có khi người ta ân hận, một cơn gió vô thường đến, mình chưa kịp nói một lời tử tế với cha mẹ. Có nhiều người rất thương cha mẹ, lúc nào cũng cáu gắt. Tại vì cáu gắt mấy cha mẹ cũng đâu có bỏ mình đâu. Cho nên lời yêu thương thì dành cho bạn bè, khác giới, cùng giới, người yêu, người thương, sống gấp, sống vội, phá thai gì đó. Còn những lời yêu thương các bạn lại không dùng, không sử dụng đối với cha mẹ mình. Mà các bạn chúng ta 600-700 khóa sinh ở đây là đầy đủ các căn, nhưng có khi nào dùng đôi mắt trìu mến yêu thương mà nhìn cha nhìn mẹ không? Hay cứ lăm lăm nhớ ngày này sinh nhật, quà con cái gì, giày mới là đâu, áo mới và smartphone, laptop, những cái công cụ để làm cho các con cảm thấy tự hào với cuộc sống. Vì vậy cuộc sống của các bạn chưa biết sẻ chia. Thế chúng ta đi học khóa tu về chỉ nói vui không à? Chứ không có cái điểm nhấn đó là trở về với chân tâm, với đạo đức, với tình thương, trở về với mái nhà, đó là cha, là mẹ. Mấy ngày qua, các bạn đã nhớ bố, nhớ mẹ chưa? Cho một tràng pháo tay ở đường. Nếu chúng ta chỉ biết vui mà không biết đôi mắt mẹ hằn sâu dấu chân chim, mái tóc cha đã bạc dần, thì chúng ta sống trong cuộc sống này cũng rất là hờ hững vô tâm. Có một người đàn ông bị tai nạn giao thông các vị. Vụ tai nạn quá khủng khiếp, làm cho ông ta mất hai chân và mất đi cánh tay trái. Coi như còn có một cái tay phải. Mà cái bàn tay phải cũng chỉ còn một cái ngón tay cái và ngón trỏ thôi. Nhưng ông còn sở hữu một cái trí thông minh, một tâm hồn rộng mở, tàn tật. Nhưng mà tâm hồn ông lại yêu thương. Mình đầy đủ, nhưng có khi tâm hồn mình khiếm khuyết, ích kỷ. Các bạn có biết không, suốt ngày ông nằm trong bệnh viện rất là cô đơn. Ông không còn người thân hay họ hàng. Ông lớn tuổi, cha mẹ chết hết rồi. Ông tiếc là hồi còn đầy đủ tay, chưa bao giờ ôm mẹ, nhỏ nó có ôm nè, lớn lên không bao giờ. Thì ông mới nghĩ rằng khi mình có tay, có chân, sao mình chưa làm gì tử tế cho cha mẹ? Bây giờ mất hết rồi, mà mình lại bị tai nạn đến. Cụt tay, cụt chân, mình muốn làm cái gì cũng thật là khó khăn. Thế rồi ông nói bây giờ mình phải làm gì đây? Không ai đến thăm, không điện thoại, không thư từ.
giá mà có ai đến thăm mình hay cho mình một lá thư hay là một cái dòng tin nhắn, mình hạnh phúc biết bao. Nhưng ngày xưa ông sống ích kỷ, bất cần, cho đến khi mà mình gặp nạn có ai biết tới mình đâu. Mình phải sống với mọi người, khi mình có chuyện gì mọi người mới biết tới mình các con. Cho nên ông giống như người bị tách khỏi cái thế giới. Một ngày kia có một vị thầy đi đến làm từ thiện cái bệnh viện và đến thăm ông. Ông mới nói: thầy ơi, con tuyệt vọng, con mất tay, con mất chân, con tật nguyền, con không làm được gì hết. Bây giờ con làm sao cho vượt qua nỗi thất vọng này? Thì ông thầy mới nói rằng: còn một cái ngón tay phải và một ngón trỏ này ông tập cầm viết bao giờ chưa? Ông nói: chưa. Vậy tập thử đi. Bắt đầu ông tập. Và khi tập viết được rồi thì hãy viết thư cho những bệnh nhân không có thân nhân, cho những tù nhân ở trong tù không có người thân. Ông hãy viết đi. Và ông sẽ thấy cuộc đời của ông rất là hạnh phúc. Các bạn biết không, bắt đầu ông có niềm vui. Mỗi một ngày ăn sáng xong, ông dùng cái sức của hai ngón tay, ông viết những dòng chữ nguyệt ngoạc đầy yêu thương. Ông gửi cho những người không còn người thân, trại khuyết tật, mồ côi không có cha mẹ. Ông đem cái năng lượng tích cực và ông nói rằng ông tật nguyền, nhưng mà ông vẫn có niềm vui bởi vì ông được thăm viếng mọi người. Và thường là ít có ai hồi âm lắm. Nhưng rồi một ngày kia, ông viết thư đến một tổ chức xã hội, gửi đến cho những người đang ở trong tù. Và cuối cùng ông nhận được mỗi tuần 2-3 lá thư hồi âm. Chúc ông nhiều sức khỏe và hãy tiếp tục viết thư cho họ. Và người viết thư đó là người gì? Đó là người quản giáo, vì tù nhân là không có được chết gì hết á. Viết như thế nào: cảm ơn ông vì những lá thư ông gửi đến thăm chúng tôi, những người gần như không còn niềm tin trong cuộc sống. Nhưng ông nói ông mất tay, ông mất chân, mà ông có niềm tin trong cuộc đời. Ông có hạnh phúc vì ông thăm hỏi chúng tôi. Cho nên chúng tôi xin cảm ơn ông. Chúc ông mạnh khỏe viết lá thư bằng hai ngón tay của mình. Nhưng chỉ xin ông một điều là hãy viết trên loại giấy tốt nhất mà ông có thể có được. Vì những lá thư của ông truyền từ người này sang người khác, từ phòng này sang phòng khác, nên những lá thư đó mòn và rách hết cả rồi. Chỉ xin ông viết trên loại giấy tốt nhất và có thể nói ông là một người bạn tuyệt vời nhất của chúng tôi. Hai ngón tay vẫn làm vui được mọi người. Còn chúng ta đầy đủ các căn, trong đây vẫn có nhiều bạn làm buồn cha mẹ, anh em, bạn bè. Nói đến các bạn nói: ôi, chuyện xưa như trái đất. Lại nói cái chuyện xưa như trái đất. Nhưng các bạn ơi, một cái mùa dịch bệnh vừa qua, biết bao nhiêu đứa trẻ đã mồ côi ở Bình Dương, ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua dịch bệnh không có ai để kêu cha, kêu mẹ. Mình rất may mắn, mình còn thân người, được nghe Phật Pháp và mình trở về còn có cha, có mẹ. Khóa tu rất ngắn nhưng bài học rất giá trị và sâu sắc. Những người mẹ, người cha đã gặp các sư và nói rằng: mặc dù thời gian khóa tu chỉ có mấy ngày, nhưng các cháu đã thay đổi rất lớn. Biết yêu thương hơn, thức ăn không có bỏ mứa, không phí phạm, vì tin nhân quả. Các em biết giúp đỡ bố mẹ, biết hỏi mẹ có khỏe không, biết hỏi cha có cần con giúp gì không. Sư ơi, đâu cần con của con báo hiếu đâu, nó nói một lời tử tế là đã báo hiếu cho con rồi. Cho nên một bài học nhân bản là các con, các bạn hãy yêu thương, trân trọng gia đình của mình, nơi các bạn sinh ra,
các bạn lớn lên, các bạn đi học, vui chơi với bạn bè, thành công thất bại, các bạn vẫn trở về mái nhà của mình. Các bạn thấy chơi với bạn có khi nó vui, có khi nó giận mình, bỏ mình. Cuộc sống mình có khi thành công, có khi mình thất bại. Nhưng mà có khi nào mà cha mẹ bỏ mình đâu. Cho nên có cái câu hát mà Trần Tiến sáng tác: mẹ ơi, thế giới bao la, bao la không bằng nhà mình. Mẹ ơi, phú quý vinh hoa không bằng con có mẹ. Nhà là nơi các con cất tiếng khóc chào đời. Bibo tập nói, chập chững bước đi đầu tiên, cha mẹ là người thầy đầu tiên. Vậy mà 20 tháng 11, biếu quà cho thầy cô. Mẹ, cho con cái gì biếu thầy, biếu cô. Nhưng có khi nào dám hy sinh một phần tiền mua cái gì cho cha, cho mẹ hay không? Cho nên các con ơi, con người ta sẽ rất đau khổ và nghèo nàn nếu mình thật sự không có lòng hiếu đạo. Cha mẹ đã hy sinh cho chúng ta rất nhiều. Giờ phút này các con để một ít giây phút quý giá trong khóa tu này lắng lòng nghĩ về cha mẹ của mình. Máu thịt của mình ở đây có cha mẹ. Tất cả những suy nghĩ, mọi hình ảnh của mình ở đây có hình ảnh, có đôi mắt, có nụ cười, có tiếng nói của cha mẹ. Một cơn gió vô thường, cha mất đi, mẹ mất đi, mình sẽ nói gì? Trời ơi, giá mà tôi còn mẹ. Trời ơi, giá mà tôi còn cha. Giá mà. Và có rất nhiều người đã đến tâm sự và khóc ân hận những giọt nước mắt muộn màng. Mẹ yêu ơi, cả đời luôn gửi gắm một tình thương quá sâu nặng trong lòng. Có những ngày nắng rát hoặc mưa giông, mẹ vẫn cứ tảo tần lo cơm áo. Và nhiều lúc con chao dao mệt mỏi, mẹ bên con cứ hỏi mãi vì sao. Tuổi thanh xuân mẹ nắm lỗi lo buồn, mẹ chẳng quản sao hao mòn nhan sắc. Mẹ già đi cha già đi, các con nghĩ đó là tất nhiên. Chỉ chăm chút cho sức khỏe, cho sắc đẹp của mình, chạy theo những mối tình ảo vọng, chứ không biết rằng cuộc đời mình được có hôm nay đó là cha với mẹ. Sư nói với các bạn, cha mẹ hy sinh cho chúng ta, cho đến độ mà chúng ta xem cha mẹ là đối tượng để đòi hỏi mọi thứ. Ăn, mặc, uống, nghỉ ngơi, quạt máy, máy điều hòa, ghế, bàn, sách vở, giày dép. Có người xin mẹ cái gì ta đánh đo lắm, ta thấy mẹ khổ. Có người tạt ngang, không cần biết cha mẹ lắm nỗi lo âu. Cho nên mình vui nhiều rồi, mình học nhiều rồi. Xin các bạn có một chút lắng lòng suy nghĩ về hai đấng sinh thành. Có phải vậy không các bạn? Ta ra đi 10 năm xa vòng tay mẹ. Những người ta ra đi đó, ta trưởng thành, ta thành công, sống tự do như một cánh chim bằng. Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái có bao giờ thơ cho mẹ ta chăng. Đi là chỉ biết đi chứ không bao giờ biết nhìn lại. Chơi là chỉ biết chơi, không bao giờ biết nắng nô như thế này, mồ hôi nước mắt của cha và mẹ đổ trên cái
cái ngôi nhà, cánh ruộng, cái thành phố này nuôi ta lớn lên. Hãy lắng lòng lại một chút. Các bạn, nhiều khi mình viết, viết cho hay, tâm mình không có, viết để được giải thưởng, chứ không có lòng. Người có lòng chỉ nói mẹ ơi, mà đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, là trời đã biết đó là người con có hiếu. Cho nên chữ nghĩa chưa chắc nói lên cái tấm lòng của các con đâu. Hãy biểu hiện bằng hành động, bằng lời nói, bằng suy nghĩ, hiếu đạo, trung thành với mẹ cha. Các bạn nghe rõ không? Mẹ yêu ơi, con ngàn lần xin lỗi. Theo dòng đời, con chẳng hiếu mẹ cha. Mẹ lo cho con cái ăn, giấc ngủ, việc nhà, rồi cùng cha lo đồng tiền, bát gạo. Con lớn lên đua đòi theo mạng ảo, chẳng một lần nghĩ đến công lao. Tối nay là về, cảm ơn mẹ, xin lỗi ba. Làm cái gì tốt nhất, làm luôn bây giờ, đừng có chờ đến Vu Lan. Có được không các bạn? Thưa các bạn, sư cũng muốn nói với các bạn câu chuyện có thật ở thành phố trước khi kết thúc pháp thoại hôm nay. Đó là cái smartphone. Cũng là cái smartphone. Cậu bé mơ ước cái smartphone mà nhà không đủ điều kiện, cho nên xài cái điện thoại cùi bắp đối với bạn là một điều tối nhục. Cho nên mỗi lần đi học về, bạn không phải là người hỏi ba khỏe không, mà nhìn cái mặt hầm hầm của bạn, lúc nào ba cũng là người hỏi, mà lúc nào má cũng hỏi, bộ bài vở nhiều lắm hả con. Mình không bao giờ hỏi cha mẹ, mà toàn là cha mẹ hỏi mình. Có những người như vậy đó. Con có khỏe không? Sao con hầm hầm vậy? Bài nhiều lắm hả? Con ăn được không? Con cần cái gì? Không thèm nói tiếng nào, vất cái cặp táp xuống giường, hầm hầm. Nói lâu rồi đó phải hôm nay. Mỗi cái điện thoại chẳng bắt nhắc hoài, không thèm trả lời. Dở cái lòng bàn ra, cũng mấy cái món này, không có cái gì khác. Lúc nào cũng hỏi khỏe không, toàn là cha mẹ hỏi mình. Tàn nhẫn lắm các con. Và cậu bé không thèm nói gì hết. Người chồng mới hỏi người vợ, em có làm gì cho con buồn không? Năm nay nó thi đó, sao nó ốm dữ vậy? Không muốn ăn gì cả. Người vợ nói, nó muốn cái điện thoại đời mới. Mà anh thấy đó, vợ chồng mình cũng còn nợ nần, sắm cho nó được. Cái máy vi tính nó học từ lúc dịch cho tới giờ lại, mình cũng còn nợ mà anh. Điện thoại thì em nghĩ nghe là được rồi, chứ có cái gì đâu mà phải đòi họ. Em không có muốn vợ chồng mình nợ vì những cái chuyện đó. Người chồng mới trả lời, tội con mình. Và ba ngày sau đi học về, ở trên bàn một smartphone mới tinh, mừng sinh nhật con trai. Trời ơi, ba tuyệt vời. Xé hộp ra, cầm điện thoại, xăm xe, hạnh phúc. Cảm ơn nha ba, cảm ơn mẹ. Rồi bắt đầu lấy tô ăn cơm hào hứng. Và sáng hôm sau, chiếc điện thoại le lói. Nhưng mà có một người bạn gái mới nói là, ủa, nhà anh trúng số hả? Không, trúng số hồi nào đâu có. Sao mua được điện thoại? Ai biết, ông già bà già mua. Nhưng trả lời xong rồi đó,
cậu bé giật mình. Tiền đâu vậy ta? Cái điện thoại này phải 20 triệu à? Và bắt đầu nóng ruột. Tan học, cậu bé ôm cặp chạy về nhà. Mẹ ơi mẹ, tiền đâu mua điện thoại cho con vậy? Má nói hỏi ba mẹ á. Ba không có nhà, ba đi làm rồi. Mẹ, ba đi làm rồi, mẹ nói cho con biết đi, đâu mà mua cái điện thoại này? Ba mẹ không có cho tao nói, ba mẹ bắt tao giấu. Ba, mẹ nói đi mẹ, con muốn biết tại bạn con hỏi. Rồi mày nói làm sao? Con nói không biết ông già bà già có trúng số không? Con ơi, ở đâu mà trúng số? Ba mày bán máu đó. Trời ơi, con không cần điện thoại đâu mẹ. Sao ba đi bán máu? Có ngày nào mày đi học về mà mày vui không? Mày cằn nhằn ngày này qua ngày khác, ba má nào chịu nổi hả con? Mà thiệt sự bán một lần không có được 20 triệu đâu con. Cả tao với ba mày đều bán hết mới có cái số tiền đó để mua. Bạn của chúng ta ân hận kiếm cái hộp điện thoại, gói trở lại, nhét vào trở lại, lên lớp hỏi ai mua lại điện thoại. Không ai có tiền mà mua hết, không ai có. Và suốt giờ học bạn gục đầu trên bàn đau khổ. Bạn là một người con bất hiếu. May thay cô giáo chủ nhiệm quan tâm, sao mấy bữa nay con đi học gục đầu trên bàn hoài vậy? Bạn nói thưa cô, em cũng muốn cái điện thoại, cằn nhằn mãi, cuối cùng ba má bán máu mua điện thoại. Bây giờ cô thương em, cô mua lại giùm em được không? Cả lớp không có ai mua, em muốn trả lại cho cha mẹ. Cô giáo nói máu đã bán rồi, trả lại để làm gì? Trời ơi, phải mua sữa bồi dưỡng lại cho ba má, phải mua thức ăn cho ba má, chứ bữa nay ba ốm nhiều lắm rồi. Đã bao nhiêu lần em để ý là ba ốm, đã bao nhiêu lần em để ý là mẹ xanh xao? Cậu bé thật thà nói lần đầu tiên trong cuộc đời em để ý tới ba má. Cô giáo nói như vậy cũng là một bài học cần thiết. Cô sẽ mua lại cái điện thoại này cho em. Cô giáo gửi lại cho em cái số tiền đó. Em cầm cái điện thoại, cái số tiền đó về, quỳ xuống: xin lỗi ba, xin lỗi má, con cũng không phải quá cần thiết như vậy đâu, nhưng mà con cảm thấy con quê mùa quá, quê với bạn gái nữa, cho nên con đòi cho bằng được. Ba má không làm ra tiền, ba má cũng không cho con biết. Không sao đâu con, sao con đi bán cái điện thoại làm cái gì? Cần thì để học đi. Ba ơi, đâu có phải nhất thiết đâu ba. Thôi dịch ba cho con cái máy vi tính rồi, điện thoại không cần thiết như vậy, tại con đua đòi thôi. Con xin quỳ sám hối ba. Ba ôm đứa con vào lòng, ba vui vì từ nhỏ tới lớn con lần đầu tiên quỳ sám hối ba. Con yên tâm đi, ba tha thứ cho con. Nhưng mà rồi các bạn biết không, ngày hôm sau bạn đi học về thì ba bạn đã nhập viện rồi. Sức khỏe hao mòn tháng 5 tháng, còn buồn còn lo nợ nần. May thay sau những ngày chữa trị, ba bạn bình phục trở về.
Bạn lên chùa nói với sư, nếu ba con chết, chắc là con chết theo ba vì ân hận. Đó là câu chuyện có thật sư muốn chia sẻ cùng với các bạn khóa sinh. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy có hai hạng người ta không thể trả ơn được trên đời, đó là mẹ và cha. Một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, đi 100 năm rồi đấm bóp, xoa, gội, tắm rửa. Và dầu cha mẹ có tiểu tiện tại chỗ, ngày này sang ngày khác cho ta dọn dẹp, ta cũng không bao giờ đền ơn được cha mẹ. Vì cớ sao? Vì cha mẹ công lao rất lớn, thiêng liêng nhất đời ta, quan trọng nhất đời ta, sinh ta ra, nuôi ta lớn lên và đưa ta vào cuộc đời. Đức Thế Tôn dạy, hãy báo hiếu mẹ cha, kẻo ngày mai không còn kịp nữa. Ngoài sự thương kính cha mẹ, hãy khuyến hóa cha mẹ có lòng tin với Tam Bảo. Ác giới đưa vào thiện giới, san tham hãy nói cha mẹ, hãy bố thí. Ác tuệ thì đưa vào trí tuệ. Đó là người con có hiếu. Và hãy nhớ rằng, dù cho cha mẹ không hoàn hảo, mặt này mặt khác, nhưng luôn yêu thương con cách nào tốt nhất, hoàn hảo nhất. Cho nên cái gì các con đang có, đó là cái tốt nhất cha mẹ dành cho chúng ta rồi. Hãy mang ơn, hãy cảm ơn và hãy nói lời xin lỗi. Mái nhà là nơi ta trở về sau khóa tu. Có những người con chê mẹ sao có vết sẹo trên mặt, xấu hổ khi mẹ đi họp phụ huynh. Mấy đứa nhỏ xíu á, tôi có biết đâu cái vết sẹo đó là mẹ ôm nó trong một trận hỏa hoạn. Mẹ có một mắt, con coi thường mẹ, con chê mẹ xấu. Cho đến khi con trưởng thành, có vợ, có con vẫn khinh mẹ là một người mẹ tồi tàn, xấu xí. Đến khi mẹ chết mới biết rằng một con mắt của chàng trai là một con mắt mẹ hiến cho con. Mẹ một mắt là vì mẹ hy sinh một con mắt cho con của mình. Nhưng muộn rồi, khi biết ra mẹ đã chết. Ai cũng sẽ già đi. Có khi chưa già, nhưng cơn gió vô thường đến cũng ra đi. Hãy làm những gì tốt nhất để gọi là mẹ ơi, đến với khóa tu, con trở về chân tâm đức hạnh của tổ tiên, của cội nguồn, của Phật tánh. Và mái nhà là nơi con trở về để gắn bó, yêu thương và biết nói lời tri ân, báo hiếu. Các ngài đến đây là hết rồi. Xin thân mến chào tất cả các bạn.